Ok, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách build tem cho new bike. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ định hướng cái lối đi sẽ như thế nào. Đấy, mình sẽ dùng cái phần mềm này mình viết. Thì đầu tiên sẽ có hai hướng cơ bản. Hướng thứ nhất là chơi vì đam mê. Đam mê một tướng nào đó. Đấy. Hoặc là ý thứ hai là vì đôn để bán. Chơi ngắn ngày. Đấy. Thì cái hướng thứ nhất này á thì thường là anh em sẽ đam mê một con tướng nào đó, ví dụ như là thấy có nhiều ông này, thấy có nhiều ông thì rất là thích con này, thế cứ vào là quay full combo này đấy, hoặc là thích con khác thì cứ vào build full con đấy, hoặc là sẽ có những ông mà vào rezone thật nhiều con exalted này, hoặc là thật nhiều com này gần xong rồi để bán. Thì đấy là cái hướng đi thứ nhất, nhưng mà mình sẽ không khuyến khích cái hướng này đấy. Tại vì sao? Tại vì cái hướng này ấy, thì nó dễ chơi ban đầu. Đấy, nhưng mà về lâu dài ấy, sẽ khó chơi. Đấy. Thì tại vì sao lâu dài nó khó chơi? Tại vì anh em phải hiểu là để mà build được một con Legend nó cần rất là nhiều tài nguyên. Đấy, nếu như anh em ví dụ anh em build một con 4 sao đi, thì anh em chỉ cần một ngày hai ngày anh em có thể build full được con 4 sao đấy. Anh em build một con 5 sao thì anh em chỉ cần một tuần hai tuần hoặc là thậm chí một hai ngày thôi anh em đã build được full một con 5 sao rồi. Nhưng mà để build một con Legend thì nó cần rất là nhiều tài nguyên, cần rất là nhiều thứ, run riết các kiểu nha, thì rất là tốn kém đúng không? Thì cái đống đấy thì nhiều khi anh em chỉ build được có một hai con Legend trong tem rồi là anh em đã hết sạch tài nguyên rồi, anh em đi map đồ là cái đống tài nguyên đấy nó hết rồi đấy. Mà thường những anh em đấy là anh em đú đú vào arena đấy, thường là những người đấy là người đú vào arena. Thì đây, ở đây có quà. Thì anh em có thể thấy là ở cái rank cycle này ạ, mà lên là 570 kim cương. Mà để mà anh em build được cái tem mà lên được rank master thì nó phải rất là khủng khiếp, cần rất là nhiều tài nguyên. Đấy, nhưng mà thực sự nó lên trên thì nó chênh lệch không nhiều. Ví dụ như ở đây là 650. Đấy, cộng thêm 60 nữa tầm 700. Đó, 700 mà so với cái rank Cycle hay Diamond á, thì nó chỉ chênh tầm 1-200 thôi, 1-200 kim cương thôi. Nhưng mà phải cần đầu tư rất nhiều. Thứ hai anh em phải cần kiến thức rất là cao. Đấy. Đấy. Cần nhiều tài nguyên này. Và kiến thức cao. Đấy. Đây là đủ arena này. Rồi, thì đây là cái lối chơi thứ nhất. Thì thường là mọi người sẽ chơi như thế này. Thì cái điểm mạnh của cái lối chơi này á, thì rất là dễ bán ặc. Tại vì ặc toàn rezone Legend các kiểu, toàn là đủ theo meta không à. Đấy. Mà thường những người mà mua ặc thì người ta chỉ xem vào là cái ặc đấy có nhiều Legend hay không, đúng không? Thì nó rất là dễ bán. Đấy, nhưng mà chơi theo kiểu này á, thì anh em chơi được chắc khoảng 2-3 tháng rồi anh em đã cảm thấy mình bị hụt tài nguyên rồi. Thì không có tài nguyên đầu vào để mà đủ các con khác á. Thì anh em ví dụ như mình đi, mình là một người chơi rất là lâu. Đấy.
Thì ví dụ như là mấy con Legend thì mình không có đủ được hết, hay là X-Sacted mình không đủ được hết, nhưng mà bất kể cái con 5 sao nào ra là mình có hết nha, 5 sao nào ra là mình quay được hết. Đấy, thi thoảng vẫn đủ được Legend, ví dụ con Legend Warrior nào nó ra là bốc được hết luôn. X-Sacted mới thì cũng có thể đủ nhẹ nhẹ được. Đấy, em thấy là mình vẫn dư rất nhiều kim cương này. Thì đây là cái hướng mà để mà chơi lâu dài đấy, chơi lâu dài thì đấy, thì đây là hướng chơi ngắn ngày nhé, chơi ngắn ngày. Tại vì thường anh em mà chơi theo cái kiểu thứ nhất đó, là anh em chơi tới cái giai đoạn mà thiếu tài nguyên đó, là anh em chỉ có vào đăng nhập làm nhiệm vụ hàng ngày xong đi ra thì nó rất là nhanh nản đấy. Rồi lối chơi thứ hai là chuyên PvE đấy, đánh bot đấy. Thì cái tài nguyên từ cái đánh bot này á nó rất là nhiều. Đâu để mình xem đánh bot quà nó đấy, đủ mấy con bot này anh em. Đó, anh em thấy em 54 này, 10 này, 20 này, là 74 kim cương một ngày. Một tuần là anh em đã có 490 kim cương rồi đúng không? Đấy, chưa kể là anh em đủ được thì nó còn có cái quà ở đây nữa. Đấy, có kim cương này. Thì lối chơi thứ hai là mình sẽ cố gắng mình đủ được mát quà đấy, mát quà hàng ngày luôn. Đấy, làm sao mỗi ngày được 20 kim cương rồi được được 54 kim cương hàng ngày, đó là được 74 kim cương. Đấy. Đấy, mục tiêu là ăn 74 kim cương hàng ngày. Đấy, anh em nhìn nó ít như vậy nhưng mà nó tích lại nó nhiều, anh em hiểu không? Thì nó cái kiểu này thì giống như là kiểu anh em cầm một số tiền lớn anh em đặt vào ngân hàng á, và hàng ngày anh em có tiền hàng ngày nó về. Còn như kiểu này nó bấp bênh lắm, nó phụ thuộc rất là nhiều vào meta đúng không? Cái kiểu trên á, mà ví dụ mà anh em đang build dở dở xong tự nhiên cái con tướng của anh em out meta cái là coi như anh em chim cút khỏi rank rồi ấy. Đấy, đâu có đủ được mãi đâu. Đấy. Đấy. Thì cái kiểu trên thì nó chỉ đủ meta được nhất thời thôi, được một hai mùa thôi, nó không có đi mãi theo con đường đấy được. Rồi tiếp theo chuyên đánh bot thì đấy, cái đánh bot thì nó thứ nhất là được quà thưởng mốc đánh bot này, được quà ngày này. Thì mình sẽ cố gắng là mình mới chơi mình sẽ cố gắng đi hết map đấy, đi hết map hàng ngày, đi hết campaign, đi hết map này, đi hết tháp này. Đâu tháp rồi, đây tháp Evi Castle này anh em. Đấy, tháp trên tháp dưới đó nó cho anh em một tài nguyên rất là lớn. Thì cái kiểu này á thì không build lại gần. Đấy, không build lại gần nhé, tập trung build các tướng đi bot đấy. Tại vì khi mà anh em có một cái tài nguyên ổn định rồi á thì anh em sẽ build các con Legend hay là các con khác nó rất là nhanh đấy, anh em hiểu không? Cái kiểu trên nó chỉ nhanh lúc ban đầu thôi. Đấy, tại vì build một con Legend, tại mình chơi khá là nhiều Arc New mình biết, để mà build một con Legend nó cực kỳ vất vả luôn, cực kỳ cần nhiều tài nguyên luôn. Mà thay vì build một con Legend anh em build hai ba con 5 sao không sướng hơn đúng không?
Rồi, thay vì build một legend thì để thành nguyên build 2-3 con. Đấy, 5 sao. Đây thì cơ chế đấy, thì anh em mới chơi, thường thì mới chơi thì chúng ta sẽ không biết cái gì cả đúng không, không có ví dụ đọc mấy cái skill như kiểu này thì anh em cũng mông lung không, đâu có hiểu gì đâu đúng không. Đấy thì ví dụ anh em đọc mấy mấy cái skill của mấy con mà nó 4 sao thì anh em đọc nó dễ hiểu hơn nữa. Đấy, ví dụ như cái này nó có một cái dòng chữ rồi, anh em chụp hình lại xong rồi quăng lên Google dịch cái là anh em hiểu là cái skill này muốn nói gì đúng không. Cách thức hoạt động nó rất là đơn giản. Đấy, thì chúng ta chơi từ dễ đến khó thì chúng ta mới hiểu hết được cái cơ chế của game, mà của game thì chúng ta mới dễ chơi được, dễ thở được. Chứ anh em vào cái anh em đủ tùm lum tùm la hết tự nhiên nó mông lung, nó khó hiểu lắm anh em. Mông lung khó khó cực kỳ luôn ạ. Ví dụ mình đặt mình là newbie thì mình cảm thấy mình rất là khó khăn khi mà tiếp cận như như cái kiểu này nhé. Đấy, mình sẽ tiếp cận từ dễ đến khó. Đấy. Cận từ con yếu đến con mạnh. Đấy, mình sẽ tiếp cận từ dễ đến khó. Mình là newbie mà, ví dụ mấy ông Obi mấy ông hiểu hết con tướng rồi thì mấy ông chơi theo kiểu thứ nhất. Mấy ông biết cơ chế con này con nào như thế nào, mấy ông vào là có một cái lối đi nó riêng rồi. Là có cái mục tiêu riêng rồi thì người ta sẽ chơi theo hướng thứ nhất. Còn mình newbie mình không hiểu về cơ chế, mình không biết cái gì hết á. Thì mình nên đi theo hướng thứ hai. Rồi thì đánh boss như như thế nào thì anh em vẫn là câu chuyện lên Discord. Để tham gia Discord như thế nào thì anh em lên Facebook. Lên Facebook. Anh em hỏi. Anh em lên Facebook, anh em vào cái nhóm đây, nhóm Brown Knight Việt Nam này. Đấy, anh em gõ. Mình ở New Buy này. Đấy, cho xin link Discord nhóm đấy thì em cái kiểu này đấy, em new bài thì cứ ấy này người ta cho anh em vào nhóm nhé, đơn giản đấy thôi. Rồi sau khi lên Discord rồi đây, mục tiêu đầu tiên chúng ta ăn boss đó nhá. Chúng ta sẽ theo thứ tự là ăn đập đập con boss hàng ngày đó. Rồi. Mục tiêu này. Kéo này. Ăn boss hàng ngày. Cái gì ta? Novike Arena.
bot hàng ngày. Tiếp theo là bot Great Voyager. Đấy, rồi cuộc đúng rồi, ORLG cuộc Arena. Rồi cuối cùng chúng ta mới đến Arena. Đấy, anh em thấy nó khác, khác cái lối đi nó khác không? À, ví dụ như cái kiểu chơi thứ nhất á, người ta sẽ đi ngược lại, người ta sẽ arena, xong rồi cuộc arena, xong rồi người ta mới đú đú ngược lại anh em ạ, đú ngược lại cái hướng này. Thì tại vì lúc nếu như theo kiểu cũ người ta sẽ mất hết tài nguyên ở cái khu khu hai cái khu này rồi, thì về sau người ta sẽ đú đú các cái này nó sẽ khó hơn, mặc dù vẫn là đú được nhưng mà nó sẽ khó hơn, nó chậm hơn, nó chậm hơn rất là nhiều đấy. Còn cái này vừa vào cái chúng ta sẽ đú hết cái này luôn, đú thật là nhanh để chúng ta có lượng tài nguyên dồi dào, cơ bản hàng ngày dồi dào đấy, hàng tuần đấy. Thì lúc đó chúng ta muốn đú con gì thì đú. Rồi khi mà tới cái thời điểm mà anh em build cái chỗ này đó là anh em sẽ có một cái kiến thức nhất định về game rồi, anh em sẽ có kiến thức về các cơ chế, nói chung là anh em sẽ hiểu hiểu về game rồi, anh em sẽ nói chung tới cái giai đoạn này anh em sẽ tự build được, em sẽ biết cách để mà tự build tem cho mình được, chứ không phải hỏi, không cần phải hỏi ai là xếp tem như nào, build tem như nào, chọn card như nào hết. Tại vì thường là tới đây là anh em sẽ biết cách để mà anh em tự giải quyết rồi, ok chưa? Nó ngược lại rất là cũ cái kiểu đầu, và cái kiểu đầu anh em phải đi hỏi người này người kia là build tem như nào, chọn nào, rezone con nào, thì nó rất là mông lung, hiểu không? Em hiểu không? Nó rất là mông lung đấy. Cái kiểu này nó có cái định hướng hơn. Rồi tiếp theo Discord. Đây, thì em vào cái Discord của Việt Nam Legend này. Thì em xin vào thì nó sẽ có cuộc bot. Đây. Thì em vào cái mục game này. Đấy, nó có tất cả các tem mà để anh em đập bot nha. Đây thì nó có nhiều tem lắm. Thì em xem anh em chọn cái tem nào mà nó rẻ thôi. Ví dụ như cái tem này anh em nhìn vào toàn le gần không thì bỏ bỏ nha, bỏ đừng đừng có đú. Vào mẹ toàn le gần không thì đú cái gì được. Tìm kiếm cái tem nào nó thật là đơn giản. Đây ví dụ như tem này nó đơn giản hơn chút này, anh em có con nào thì anh nhét con đấy vào. Ở đây người ta chia sẻ nhiều tem mà anh em cứ kiếm cái tem nó đơn giản thôi. Đấy, ví dụ như mấy cái tem này nó đơn giản này. Nhưng mà mấy tem này tướng khá là khoai nha. Đây có nhiều tem lắm em. Đây tem này. Rồi tiếp theo thì nói chung là anh em vào cái GUI này, anh em vào thật là nhiều group, group vào group của game này. Ở đây thì group của game thì nó cũng có luôn. À, chỗ nào ta? Fun art. Origin stream. Đâu ta? Không thấy nhỉ. Ở đây mình xem các group khác. Nói chung anh em Discord anh em cố tham gia nhiều group vào. Rồi anh em tìm. Group Arena Workbot xem.
cho em thấy này, mấy bạn này ghi hướng dẫn này. Hoặc cả trên group Facebook cũng có anh em, mà không biết cái mấy bài đấy nó từ đâu rồi. Chắc cũng lâu lắm rồi ạ. Đấy, ở đây thì có nhiều ông thì đây này, em vào mục đáng chú ý này. Có nhiều ông thì ghi cơ chế game này. Đấy, anh em nên đọc hết nhé. Xem cái bài nó đánh bot không? Không thấy nhỉ. Thấy ngày xưa người ta chia sẻ mấy cái bài đánh bot nó dễ hơn anh em. Đây 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 đây. Đây. Anh em. Đây là mấy cái đánh bot mà nó xài mấy con nó dễ, nó rẻ hơn này. Đấy, đừng có lên Discord thằng Facebook này. Sư cái Discord này đủ tem thấy kinh quá, toàn là le gần không à. Đây, mấy cái tem này. Anh em thấy xài toàn mấy con ghẻ ghẻ rồi. Đấy. Thì nói chung là anh em nên tham khảo nhiều tem nhé, ví dụ cái nào dễ thì anh em đi từng bước dễ trước, rồi mục tiêu của chúng ta là nói chung anh em cố gắng là đi, mục tiêu của chúng ta là full quà, được chưa, full quà và 74 kim cương hàng ngày, làm được điều đó là chúng ta sẽ chuyển qua content khác rồi. À, tiếp theo là reroll. Reroll. Reroll thì sẽ có hai cái. À, thứ nhất là tem warrior. Thứ hai là tem mage. Tem mây ấy. Rồi. Thì đầu tiên tem qua là các bạn nên reroll con nào. Đây, các bạn sẽ reroll con này nha. Đấy. Rồi tem mây thì các bạn sẽ reroll con này. Đầu tiên thì các bạn chỉ build một con thôi, ok chưa, một con thôi, các bạn chỉ quay một con là nó đủ rồi, kéo nó dài dài ra đi. Rồi ok đấy. Cái con tiếp theo các bạn cần rezone đó là cái con Emma. Mà các bạn mới chơi thì cộng không thôi, đừng có build nhé, cộng không nhé. Mặc dù là mình ấy đầu nhưng mà sẽ là build cuối cùng để mà tối ưu tài nguyên thì build cuối cùng, đừng có build trước. Tất nhiên là build cái con Exalted này là các bạn không dùng kim cương để quay nữa, các bạn chỉ quay một lần lấy con này thôi là thôi, được chưa? À, con này thì về sáu con sách đập vào. Sách thì đập vào. Được chưa? Đấy là cái con này. Con này sách để dành cho con khác. Rồi nhớ nhá, Exalted thì anh em chỉ quay một lần thôi, đừng có đú nữa, rồi hết rồi. Tại vì anh em mà cố đú là tốn rất là nhiều kim cương, đấy, rất là phí tài nguyên luôn.
Rồi ok, con này cộng 0. Cộng 0. Đấy. Con này cũng cộng 0. Rồi không có build nữa. Cộng 0. Rồi dừng build. Rồi tại sao lại chỉ build cộng 0 mà dừng build? À, đầu tiên nói về cái con này thì con này nó cộng 0 là nó đã mạnh rồi. Anh em mốt có điều kiện thì mua sâu kia trong shop ạ. Rồi úp lên cộng 1 rồi thôi. Đấy. Tại vì anh em nâng lên thì các chỉ số nó tăng, nó không có nhiều, nó không có chênh lệch nhiều đâu. Thì con này cộng 0 nó đã mạnh rồi. Trừ khi anh em cộng 10 thì nó mạnh hơn một chút thôi. Đó, nó cũng không có khác biệt lắm đâu. Đấy, mình để tài nguyên, mình sau này có sách thì mình đủ các con khác như con này này, hoặc là con này đấy, hoặc là con mới sau này thì không biết. Nhưng mà con này là một con cộng không cho tem qua rất là ngon. Rồi tiếp theo à, cái con này, cái con này nó cũng vậy, nó cũng không, nó cũng đủ mạnh rồi. Đấy, cộng cao lên thì nó tăng đam lên thôi, nó tăng đam và tàn hình nó lâu hơn. Đấy, nhưng mà cộng thấp nó cũng xài được rồi đấy. Rồi tiếp theo là con Ema. Con Ema, con này nó cộng không thì nó đã đủ để đánh toàn tem địch của nó, đi map rất là ngon, đi leo tháp này, leo rune này. Đây này anh em, nó chuyên để mà đi map này, rồi leo 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 rune này, đấy, leo rune này, cho nó giảm cái số tun xuống anh em, giảm số tun xuống thì anh em đi được nhiều hơn. Đấy, nó là một con đi PvE rất là ngon. Đấy. Rồi reroll thì anh em sẽ reroll theo hai cái hướng này. Đấy, anh em thích tem water thì như thế này, tem mây thì như thế này. Rồi tiếp theo là sẽ là 5 sao. Nhớ là không có build legend nha. Rồi tiếp theo là build. Build. Rồi thì như vừa nãy mình đã hướng dẫn là anh em xem là từ từ đã, từ từ build. Cục tẩy. Từ từ build nha. Rồi đầu đầu tiên thì hai cái arc này mình pick hết trơn rồi mới điên chứ. Thì thường thường khi mà anh em chơi mới chơi á, cái ngoài màn hình này, cái góc này nó sẽ có cái chỗ gọi là pick tướng á. Ví dụ anh em chơi server Origin á thì nó sẽ có cái pick tướng. Đấy, pick tướng. Pick tướng cho server Origin. Đấy. Đấy, rồi thì pick tướng thì anh em sẽ pick những cái con nào, thì đơn giản anh em vào đây, anh em vào hotmap đấy, arena Notic arena anh em bỏ qua. Rồi anh em xem này, anh em xem những cái con bot này. Đấy thì trong cái phần pick ấy, mà nó có những cái con này, Irabel này, nó ở trên hạng cao, anh em pick con này được chưa? Mình đeo theo đi theo hướng bot mà đấy. Đó, ví dụ trong cái phần pick mà có những cái con nào á thì anh em sẽ pick pick ở trên cái bảng đánh bot này đấy, các con bot này đấy. Ví dụ như bot này anh em thấy ca cao ly không đấy, thì pick cao ly đấy, thấy Vator, pick Vator được chưa? Em sẽ vào đây anh em pick từ 4 sao 5 sao, cứ con nào hạng cao là anh em pick được chưa, pick để mà đi bot đấy, cuộc bot này, Great Vantage này đấy. Rồi anh ưu tiên những cái này trước, rồi sau đó Notic Arena. Đấy, những cái con mà
cuộc bot anh em pick rồi, hoặc là nó pick không thấy con nào hạng cao nữa thì quay vào đây Nautic Arena xem có không. Có thì pick, được chưa? Có thì pick. Đấy. Còn Arena thì bỏ qua, được chưa? Arena đừng có quan tâm. Được chưa? Anh em quan tâm bot trước, sau đó tới Nautic Arena rồi anh em pick thôi. Rồi, tiếp theo. À, pick theo Hotmate. Trong đánh bot. Đấy. Giờ mình build theo kiểu đánh bot trước thì mình phải ưu tiên đánh bot, được chưa? Legion không pick. Rồi tại sao Legion không pick? Tại vì Legion cộng 9 á, thì nó xài nó sida lắm. Với lại mình không có đủ tài nguyên mà build. Đấy. Đấy. Tại vì build phí tài nguyên và chưa đủ kiến thức để xài. Đấy, nói chung anh em không pick, anh em cứ bỏ đi. Rồi về sau anh em chơi đấy một mức nào đó mà anh em cảm thấy cái con này là mình rất là cần thiết, là anh em sẽ tự biết cách để mà chọn cái con mà mình muốn, được chưa? Đấy, về sau anh em sẽ tự biết để mà pick con nào thôi. Đấy, tốt nhất là Legion không pick, không build luôn, không pick, không build, được chưa? Rồi tiếp theo là build tem. Build tem. Đấy. Rồi ở cái game này nó có một cái gọi là com. Đấy, com này. À, ví dụ như là mỗi một con tướng á, thì nó sẽ có một cái com riêng. Mỗi một com riêng thì nó sẽ giúp anh em lên 15. Thì anh em lưu ý là chỉ quay 4 com. Đấy. Rồi ok, ở đây ghi là chỉ quay 4 com. Lên 15. Phải ghi ở đây không nhiều anh em biết. Một com lấy trong shop. Đấy. Rồi. Rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ quay. Quay thì quay con nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn những cái con đánh bot này. Đấy, chúng ta sẽ phân tích xem nó cần level cao hay không. Ví dụ như con này nhá, thì em sẽ cần mức cộng 14. Đó, anh em có thể quay con này cũng được, quay luôn đừng có ngại. Đấy, hoặc là cao ly này. Cao ly thì anh em thấy là cao ly thì nó sẽ ở mức cộng 12. Thì nói chung anh em ưu tiên build ở cái quay và build ở cái mức xài để đủ đi đánh boss. Đấy, ví dụ như con cao ly này ở mức cộng 12 này là đi đánh boss ngon rồi. Ví dụ như những cái con boss mà nó cần máu này, anh em cần máu, nói chung em cứ quay cái build con này đi, mình xài được nhiều nhiều cái thể loại content boss đó, không có phí đâu. Đấy, ví dụ như Vato này anh em đọc này, thì những cái skill nó tăng máu này anh em, tăng máu này, tăng máu thì anh em nên nên build.
Đấy, nó build tới mức mà nó tăng mát máu luôn. Ví dụ như con này cộng 15 này. Đó. Cái con boss chan boss này là cái con thể loại mà đi theo máu á. Rồi. Thì chúng ta sẽ ưu tiên build ba con đầu thôi. Ví dụ như con này thì build ba con đầu thôi. Nó lên cộng cao cao thế để mà đi boss đi rồi. Anh em cứ build đi, nó đi được nhiều thứ lắm. Anh em quất vào arena cũng được. Đấy, cuộc boss thì chúng ta cũng build mấy con đầu thôi. Ví dụ con này. Con này thì không cần cộng cao luôn em ạ. Cái con này cộng 8 được rồi. Đấy, chủ yếu nó lấy cái này thôi. Rồi đấy, thì đây là hai hai cái bot này, hai cái bot mà mấy con mà chuyên đi bot thôi. Rồi, ok chưa? Thì chúng ta sẽ tập trung là build Gunther. Gunther này cộng 14. Kali cộng 12. Vato 15.